Tố Quang hẹn, Phó Quang rất hẹn uống ở Hai Linh Hồn Rùa. Cả hai ngồi nói chuyện, ban đầu thì rất là vui, nhưng lúc sau rất vô thẳng vấn đề là tình cảm của mình nó như thế nào. Rất cho ba phương án, nhưng do mình cứ không rõ ràng, rất chút còn hai phương án. Một là bạn, hai là từ bạn tiến tới tình yêu. Mình cũng không biết trả lời sao, mình cứ kêu không biết. Rất khóc. Chả lẽ nhìn rớt đau khổ gì sao? Lỗi một phần cho mình, không rõ ràng, còn ham chơi, trong khi con gái thanh xuân có hạn. Giờ sao ta? Thôi, quyết định can đảm một lần nữa xem. Chúng ta là bạn, hy vọng em sẽ gặp được người tốt hơn em, thương em, bên cạnh em suốt cuộc đời. Anh thì anh chưa sẵn sàng, anh còn con nít lắm. Em còn trẻ, còn đẹp, em còn nhiều sự lựa chọn bên ngoài tốt hơn cho em hơn. Rớt rồi. Nói chung là tối qua anh mất ngủ. Không, tối qua anh có ngủ, ngủ cũng ngon. Nhưng mà trong giấc mơ anh lại thấy hình bóng của em. Trong giấc mơ, anh không nhớ giấc mơ như thế nào, nhưng mà anh lại thấy hình bóng của em. Vui lắm. Không, không vui đâu. Chỉ là thấy hình bóng của em thôi, làm anh buồn. Sáng nay ngủ dậy, anh muốn làm vlog và cuộc sống của mình mỗi ngày chia tay rồi rất là buồn, nên anh phải kiếm gì để làm để mình quên đi.